bảy phẩm ly xanh bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa bạch thế tôn nếu đại bồ tát muốn viên mãn bố thí ba la mật đa thì nên học bát nhã ba la mật đa muốn viên mãn tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa thì nên học bát nhã ba la mật đa nếu đại Bồ Tát muốn biết hết sắc nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn biết hết thọ tưởng hành thức nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đại Bồ Tát muốn biết hết nhãn xứ nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn biết hết nhĩ tí thiệt thân ý xứ nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu đại bồ tát muốn biết hết sắc xứ nên học bát nhã ba la mật đa, muốn biết hết thanh hương vị xúc pháp xứ nên học bát nhã ba la mật đa, nếu đại bồ tát muốn biết hết nhãn giới nên học bát nhã ba la mật đa, muốn biết hết nhĩ tí thể thân ý giới nên học bát nhã ba la mật đa, nếu đại bồ tát muốn biết hết sắc giới nên học bát nhã ba la mật đa, muốn biết hết thanh hương vị xúc pháp giới nên học bát nhã ba la mật đa, nếu đại bồ tát muốn biết hết nhãn thức giới nên học học Bát Nhã Ba La Mật Đa muốn biết hết nhĩ tí thiệt thân ý thức giới nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa nếu đại bồ tát muốn biết hết nhãn xúc nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa Muốn biết hết nhĩ tý thiệt thân ý xúc nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu đại Bồ Tát muốn biết hết các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra nên học bát nhã ba la mật đa. Muốn biết hết các thọ do nhĩ tí thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu đại Bồ Tát muốn biết hết địa giới nên học bát nhã ba la mật đa. Muốn biết hết thủy hòa phong không thức giới nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu đại Bồ Tát muốn biết hết vô minh nên học bát nhã ba la mật đa muốn biết hết hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, nên học bát nhã, ba la, mật đa. Nếu đại Bồ Tát muốn đoạn hẳn tham dục sân giận ngu si nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đại Bồ Tát muốn đoạn hẳn thân kiến, giới cấm thủ, nghi, dục tham sân giận nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đại Bồ Tát muốn đoạn hẳn sắc tham, vô sắc tham, vô minh, mạng trạo cử nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đại Bồ Tát muốn đoạn hẳn tất cả các tùy miên trói buộc nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đại Bồ Tát muốn đoạn hẳn bốn cách ăn, nên học bát nhã ba la mật đa nếu đại bồ tát muốn đoạn hẳn vòng xoáy của bốn dòng nước mạnh làm thân điên đảo thì nên học bát nhã ba la mật đa nếu Đại Bồ Tát muốn xa lìa 10 nghiệp đạo bất thiện thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn thọ hành trì 10 nghiệp đạo thiện thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn tu hành 4 tịnh lự thì nên học bát nhã ba la mật đa. Muốn tu hành 4 vô lượng, 4 định vô sắc thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn tu hành 4 niệm trụ thì nên học bát nhã ba la mật đa. Muốn tu hành 4 tránh đoạn, 4 thần túc, 5 căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo nên học bát nhã ba la mật đa nếu Đại Bồ Tát muốn được mười lực của Phật thì nên học bát nhã ba la mật đa, muốn được bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn tự tại nhập giác chi tam ma địa, nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn tự tại du hí với sáu loại thần thông, nên học bát nhã ba la mật đa nếu đại bồ tát muốn đối với bốn tịnh lự bốn vô sắc Diệt tận định, thứ lớp vượt qua thuận nghịch tự tại, thì nên học Bát nhã Ba la mật đa, nếu đại Bồ Tát muốn đối với tất cả môn Đà La ni, môn Tam ma địa đều được tự tại thì nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu đại Bồ Tát muốn đối với tất cả sư tử du hí Tam ma địa, cho đến sư tử phấn tấn Tam ma địa nhập xuất tự tại thì nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu đại Bồ Tát muốn đối với nhập xuất, kiện hành Tam ma địa, bảo ấn Tam ma địa diệu nguyệt tam ma địa nguyệt tràng tướng tam ma địa nhất thiết pháp ấn tam ma địa quán ấn tam ma địa pháp giới quyết định tam ma địa quyết định tràng tướng tam ma địa kim cương dụ tam ma địa nhập nhất thiết pháp môn tam ma địa tam ma địa vương tam ma địa Vương ấn Tam ma địa, lực thanh tịnh Tam ma địa, biểu khiếp Tam ma địa, nhập nhất thiết pháp ngôn từ quyết định Tam ma địa, nhập nhất thiết pháp tăng ngữ Tam ma địa, quán sát thập phương Tam ma địa, nhất thiết pháp đà la ni môn ấn Tam ma địa, nhất thiết pháp vô vong thất Tam ma địa, nhất thiết pháp đẳng thú hành tướng ấn Tam ma địa, trụ hư không xứ Tam ma địa, tam luân thanh tịnh Tam ma địa, bất thối thần thông Tam ma địa, khí dũng Tam ma địa, thắng định Đảng tướng tam ma địa và vô lượng tam ma địa thủ thắng khác đều được tự tại thì nên học bát nhã ba la mật đa nếu đại bồ tát muốn làm viên mãn sở nguyện của tất cả hữu tình thì nên học bát nhã ba la mật đa nếu đại bồ tát muốn làm viên mãn thiện căn thủ thắng như vậy do thiện căn này được viên mãn nên không đọa vào các đường ác không sanh vào nhà bẩn tiện không rơi vào địa vị thanh văn và độc giác đối với ngôi vị bồ tát hoàn toàn không thối lui thì nên học bát nhã ba la mật đa bấy giờ xá lợi tử hỏi thiện hiện thế nào gọi là bồ tát bị thối đọa thiện hiện đáp nếu các bồ tát không có phương tiện thiện xảo mà thực hành sáu pháp ba la mật đa không có phương tiện thiện xảo mà an trụ ba môn giải thoát thì bị thối lui ở địa vị thanh văn độc giác không vào được tránh tánh ly xanh của bồ tát như vậy gọi là bồ tát bị thối đoạn khi ấy xá lợi tử hỏi thiện hiện thế nào gọi là xanh thiện hiện đáp xanh là pháp ái xá lợi tử hỏi thế nào là pháp ái thiện hiện đáp nếu đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, an trụ sắc là không của sắc mà sanh tưởng chấp trước, an trụ thọ tưởng hành thức là không mà sanh tưởng chấp trước, an trụ sắc là vô tướng mà sanh tưởng chấp trước, an trụ thọ tưởng hành thức là vô tướng mà sanh tưởng chấp trước, an trụ sắc là vô nguyện mà sanh tưởng chấp trước, an trụ thọ tưởng hành thức là vô à th nguyện mà sanh tưởng chấp trước, an trụ sắc là tịch tịnh mà sanh tưởng chấp trước, an trụ thọ tưởng hành thức là tịch tịnh mà sanh tưởng chấp trước, an trụ sắc là viễn ly mà sanh tưởng chấp trước, an trụ thọ tưởng hành thức là viễn ly mà sanh tưởng chấp trước. An trụ sắc là vô thường mà sanh tưởng chấp trước. An trụ thọ tưởng hành thức là vô thường mà sanh tưởng chấp trước. An trụ sắc là khổ mà sanh tưởng chấp trước. An trụ thọ tưởng hành thức là khổ mà sanh tưởng chấp trước. An trụ sắc là vô ngã mà sanh tưởng chấp trước. An trụ thọ tưởng hành thức là vô ngã mà sanh tưởng chấp trước. An trụ sắc là bất tịnh mà sanh tưởng chấp trước. An trụ thọ tưởng hành thức là bất tịnh mà sanh tưởng chấp trước này xá lợi tử đó là đại bồ tát tùy thuận pháp ái tức pháp ái này gọi là xanh lại nữa này xá lợi tử nếu đại bồ tát nghĩ như vậy sắc này nên đoạn thọ tưởng hành thức này nên đoạn do đó nên sắc được đoạn do đó nên thọ tưởng hành thức được đoạn khổ này nên biết hết do đó nên khổ được biết trọn vẹn Tập này nên đoạn hẳn, do đó nên tập được đoạn hẳn. Diệt này nên chứng, do đó nên diệt được chứng. Đạo này nên tu tập, do đó nên đạo được tu tập. Đây là tạp nhiễm, đây là thanh tịnh. Đây nên thân cận, đây không nên thân cận. Điều này nên làm, điều này không nên làm. Đây là đạo, đây chẳng phải là đạo. Điều này nên học, điều này không nên học đây là bố thí ba la mật đa đây chẳng phải là bố thí ba la mật đa đây là tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa đây chẳng phải là tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa đây là phương tiện thiện xảo đây chẳng phải là phương tiện thiện xảo đây là bồ tát xanh đây là bồ tát ly xanh này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, an trụ các pháp môn này mà sanh tưởng đám trước, thì đó là Đại Bồ Tát tùy thuận pháp ái. Tức pháp ái này gọi là sanh như thức ăn để cách đêm hay sanh ra bệnh họa. Lúc bấy giờ, cụ thọ xá lợi tử hỏi cụ thọ thiện hiện, thế nào là nhập tránh tánh ly sanh của Đại Bồ Tát? thiện hiện đáp. Này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, không thấy Pháp không nội, không nương vào Pháp không nội, mà quán Pháp không ngoại, không thấy Pháp không ngoại, không nương vào Pháp không ngoại, mà quán Pháp không nội, không nương vào Pháp không ngoại, mà quán Pháp không nội ngoại, không thấy Pháp không nội ngoại, không nương vào Pháp không nội ngoại, mà quán Pháp không ngoại, không nương vào pháp không nội ngoại mà quán pháp không không, không thấy pháp không không, không nương vào pháp không không mà quán pháp không nội ngoại, không nương vào pháp không không mà quán pháp không lớn, không thấy pháp không lớn, không nương vào pháp không lớn mà quán pháp không không, không nương vào pháp không lớn mà quán pháp không thắng nghĩa, không thấy pháp không thắng nghĩa, không nương vào pháp không thắng nghĩa mà quán pháp không lớn, không nương vào pháp không thắng nghĩa mà quán pháp không hữu vi không thấy pháp không hữu vi không nương vào pháp không hữu vi mà quán pháp không thắng nghĩa không nương vào pháp không hữu vi mà quán pháp không vô vi không thấy pháp không vô vi không nương vào pháp không vô vi mà quán pháp không hữu vi không nương vào pháp không vô vi mà quán pháp không rốt giáo không thấy pháp không rốt giáo không nương vào pháp không rốt giáo mà quán pháp không vô vi không nương vào pháp không rốt giáo mà quán pháp không không biên giới không thấy pháp không không biên giới không nương vào pháp không không biên biên giới mà quán pháp không rốt ráo, không nương vào quán pháp không không biên giới mà quán pháp không tán vô tán. Không thấy pháp không tán vô tán, không nương vào pháp không tán vô tán mà quán pháp không không biên giới, không nương vào pháp không tán vô tán mà quán pháp không bồn tánh, không thấy pháp không bồn tánh, không nương vào pháp không bồn tánh mà quán pháp không tán vô tán không nương vào pháp không bồn tánh mà quán pháp không tự cộng tướng không thấy pháp không tự cộng tướng không nương vào pháp không tự cộng tướng mà quán pháp không bồn tánh không nương vào pháp không tự cộng tướng mà quán pháp không tất cả pháp không thấy pháp không tất cả pháp không nương vào pháp không tất cả pháp mà quán pháp không tự cộng tướng không nương vào pháp không tất cả pháp mà quán pháp không bất khả đắc không thấy pháp không bất khả đắc không nương vào pháp không bất khả đắc mà quán pháp không tất cả pháp không nương vào pháp không bất khả đắc mà quán pháp không không tánh không thấy pháp không không tánh không nương vào pháp không không tánh mà quán pháp không bất khả đắc không nương vào pháp không không tánh mà quán pháp không tự tánh không thấy pháp không tự tánh không nương vào pháp không tự tánh mà quán pháp không không tánh không nương vào pháp không tự tánh mà quán pháp không không tánh tự tánh không thấy pháp không không tánh tự tánh không nương vào pháp không không tánh tự tánh mà quán pháp không tự tánh này xá lợi tử đại bồ tát này khi tu hành bát nhã ba la mật đa quán như vậy gọi là nhập tránh tánh ly xanh của bồ tát lại nữa, này xá lợi tử, các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa nên học như vậy, biết như thật về sắc không nên chấp, biết như thật về thọ tưởng hành thức không nên chấp, biết như thật về nhãn xứ không nên chấp. Biết như thật về nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không nên chấp Biết như thật về sắc xứ không nên chấp Biết như thật về thanh hương vị xúc pháp xứ không nên chấp Biết như thật về nhãn giới không nên chấp biết như thật về nhĩ tĩ thiệt thân ý giới không nên chấp biết như thật về sắc giới không nên chấp biết như thật về thanh hương vị xúc pháp giới không nên chấp biết như thật về nhãn thức giới không nên chấp biết như thật về nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới không nên chấp biết như thật về bố thí ba la mật đa không nên chấp biết như thật về tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không nên chấp biết như thật về bốn tịnh lự không nên chấp biết như thật về bốn vô lượng bốn định vô sắc không nên chấp biết như thật về bốn niệm trụ không nên chấp biết như thật về bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo không nên chấp Biết như thật về mười lực của Phật không nên chấp Biết như thật về bốn điều không sợ Bốn sự hiểu biết thông suốt Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả Mười tám pháp Phật bất cộng không nên chấp Như vậy này xá lợi tử Các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa Có thể biết như thật tâm bồ đề không nên chấp Tâm vô đẳng đẳng không nên chấp Tâm rộng lớn không nên chấp Vì sao? Này xá lợi tử Vì tâm này chẳng phải tâm bản tánh thanh tịnh khi ấy xá lợi tử hỏi thiện hiện, tại sao tâm này bản tánh thanh tịnh? Thiện hiện đáp, bản tánh tâm này chẳng tương ưng với tham, chẳng phải không tương ưng, chẳng tương ưng với sân, chẳng phải không tương ưng, chẳng tương ưng với si, chẳng phải không tương ưng, không tương ưng với các túy miên trói buộc, chẳng phải không tương ưng không tương ưng với các kiến thú lậu chẳng phải không tương ưng không tương ưng cũng chẳng phải không tương ưng với tâm các thanh văn độc giác này xá lợi tử các đại bồ tát biết tâm như vậy bản tánh thanh tịnh khi ấy xá lợi tử hỏi thiện hiện tâm này là tánh phi tâm phải không thiện hiện hỏi lại trong tánh phi tâm có tánh không tánh có thể nắm bắt được không xá lợi tử đáp không thể nắm bắt được thiện hiện nói nếu trong tánh phi tâm có tánh không tánh là không thể nắm bắt được thì tại sao lại hỏi tâm này có tánh phi tâm không? Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, thế nào gọi là tánh phi tâm? Thiện Hiện đáp: Đối với tất cả pháp không biến đổi, không phân biệt gọi là tánh phi tâm. Xá Lợi Tử hỏi: Chỉ có tâm không biến đổi, không phân biệt hay là sắc thọ tưởng hành thức vân vân cũng không biến đổi, không phân biệt? Thiện Hiện đáp: như tâm không biến đổi, không phân biệt, sắc thọ tưởng hành thức cũng không biến đổi, không phân biệt. Như vậy cho đến vô thượng tránh đẳng tránh giác của chư Phật cũng không biến đổi, không phân biệt. Khi ấy xá lợi tử khen ngợi tôn giả thiện hiện, Lành thay, lành thay, đúng như lời ông nói, ông đúng là Phật tử, từ tâm Phật sanh, từ miệng Phật sanh, từ pháp Phật sanh, từ pháp hóa sanh, thọ nhận phần pháp của Phật, không nhận phần tài bảo, đối với các pháp tự mình chứng đắc tuệ nhãn thấy rõ mới có thể giảng nói. Phật thường nói ông là đứng đầu trụ vô chánh định trong chúng thanh văn, đúng như lời Phật nói chân thật không hư vọng. Này thiện hiện các đại Bồ Tát, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu nên học như vậy. Này thiện hiện đại Bồ Tát nào đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu có thể học như vậy thì nên biết Bồ Tát đó đã trụ địa vị bất thối truyền, không lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào người muốn học địa vị thanh văn thì đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy nên siêng lắng nghe học tập đọc tụng thọ trì tư duy đúng lý làm cho đến chỗ rốt giáo muốn học địa vị độc giác cũng đối với bát nhã ba la mật đa thâm sâu như vậy nên siêng năng lắng nghe học tập đọc tụng thọ trì tư duy đúng lý làm cho đến chỗ rốt giáo muốn học địa vị bồ tát cũng đối với bát nhã ba la mật đa thâm sâu như vậy nên siêng năng lắng nghe học tập đọc tụng thọ trì tư duy đúng lý làm cho đến chỗ rốt giáo vì sao này thiện hiện vì trong kinh bát nhã Nhã ba la mật đa thâm sâu như vậy đã giảng nói mở bảy giáo pháp ba thừa đại bồ tát nào có thể học bát nhã ba la mật đa tức là học hết giáo pháp ba thừa một cách thiện xảo